Xin chào các bạn, hôm nay đại lý phụ kiện xin hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt cho chiếc USB Bluetooth cho chiếc máy tính, để bàn hoặc laptop, dùng để kết nối với các thiết bị Bluetooth như loa, tai nghe, bàn phím, chuột, điện thoại, vân vân. Nên mình hướng dẫn các bạn là cài đặt chiếc USB Bluetooth 4.0 của Ugreen. Đầu tiên các bạn cho đĩa CD vào. Các bạn mở ra thì nó sẽ có, trong đĩa nó bao gồm chứa file setup. Sản phẩm mà hỗ trợ cả Win 32 và Win 64 bit. Các bạn kích vào file setup. Các bạn tiếp theo chọn vào Next, Accept the Term Installation. Các bạn chọn Next. Tất cả các bạn để mặc định. Các bạn chọn Next, Install và Next. Cái này của mình đã cài đặt xong, đã cài đặt phiên bản trước, nên các bạn chỉ cần đợi Phoenix, thay một cái Remove và Phoenix. Vậy là các bạn đã hoàn thiện Phoenix này. Tiếp theo các bạn chỉ còn việc là connect nữa thôi. Các bạn kích vào Bluetooth ở bên phải màn hình, nó sẽ hiện lên góc dưới phải màn hình. Các bạn chọn chuột phải. Các bạn chọn Show. Các bạn chọn Add Device. Trong này có phone, computer, audio, in-mic device, keyboard và on. Thì rất nhiều, hỗ trợ rất nhiều sản phẩm. Thì các bạn chọn, đây của mình là tai nghe audio. Mình đang có chiếc loa Kamax speaker Bluetooth, sản phẩm rất tuyệt vời, nhỏ gọn. Để mình remove cái, mình sẽ add lại. Các bạn chọn vào nó thôi, kích chuột trái vào nó, chọn Next. Ok, sản phẩm đã có dấu tích như này là đã kết nối thành công. Các bạn chọn Phoenix. Như vậy là đã hoàn thiện xong cài đặt và kết nối sản phẩm. Trên sản phẩm rất nhiều cho phone, computer, cho audio, in-mic device và keyboard, key mouse. Các bạn hoàn toàn kết nối sản phẩm rất đơn giản. Mình sẽ để các bạn nghe xem chất lượng của sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy like và share để giúp kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.